tiếp tục chào đón quý vị với một số mã loa mới về quý vị nhé. Nhìn đã thấy kích thích rồi đúng không quý vị? Em xin lỗi, trong thời gian qua khoảng độ 3 đến 5 ngày gần đây là do chuyển địa điểm đến một số chỗ nên là do nhiều khách hàng không gọi mà cũng không nghe được, mình mong các bác thông cảm và nhắn tin trả lời, bởi vì nó có những lúc nó bận rộn quá các bạn, nên là có gì các bác thông cảm, em sẽ phục vụ các bác tiếp theo. Sau đây sẽ phục vụ tiếp theo các bác nhé. Cái gì nó cũng dần dần, chứ còn thời gian qua em nó công việc bận quá. Bây giờ bắt đầu test từ đôi đầu tiên. Đây là đôi loa JBL các bác nhé. Đây là đôi JBL. Mã thì em sẽ đọc sau, bởi vì nói về trước á. Bát của em nó 20. Nhìn đã thích. Nói thật, em thật đấy. Hàng đẹp, tuyển đẹp như thế này thôi, không thể đẹp hơn được nữa. Đẹp như thế này thôi. Một bát, một chung, một tép. JBL. Đây là đôi loa JBL em à, quay sau cho quý vị nhé. JBL model của em nó là N38, hàng made in USA nhé. Trở kháng của nó là 8 ohm, trở kháng 8 ohm các nhé. Logo JBL quá là chất. Những em nó chiều ngang 30 này, ngang 30 luôn này, cao xem nào. Đấy. Cao 80 nhé, chiều ngang 30, cao 80, sâu 25, giá 6,8 triệu quá nhé, nhanh tay không bay mất. Cái ê căng của em nó đóng rất là khéo điệu này, khi đậy vào nó khoét góc, nhìn thấy chữ BL quý vị nhìn thấy chưa, rất là điệu nhé. 6,8 triệu đôi loa JBL này quý vị nhé, một đôi này. Tiếp theo sang đến đôi loa này. Đây là đôi loa Antes. Đôi loa Antes quý vị nhé. Antes e căng đầy đủ này. Em muốn quay cho quý vị nhìn nó chi tiết nhẹ nhàng. Đây là đôi loa Antes này quý vị nhé. Nhìn này. Thiết kế với lại tất cả em sẽ báo chi tiết quý vị. Người cần những cái nội dung gì cần mua, người mua cần biết. Còn củ em bao zin bao đẹp cho quý vị nhé. Có vấn đề gì em báo. Đây là thiết kế với 2 bát 18. Màng giấy gân cao su. Gân còn zin đét luôn quý vị nhé. Này, chỉ đẹp như thế này không thể nào đẹp hơn được nữa. 2 bát 18 và một tép. Em quay phía sau cho các bác xem này. Đây. Kể phía sau các bác xem logo của em nó này. Antes các bác đã đây. Antes. Được chưa? Hàng là made in USA luôn nhé. Được chưa? Antes 96 quý vị nhé. Mã Antes 96. Em nó chiều sâu 25. Không được, chiều sâu 22 thôi. Chiều sâu 22. Chiều ngang 21. 2 bát 18. Cao thế nào? Cao 1. Một cao 80 quý vị nhé. Một đôi loa Mỹ mà giá con này thì quá mềm rồi. Đôi Antes xin này là giá 4,8 triệu quý vị nhé. 4,8 triệu đôi này. 4,8 triệu em nói nha, một đôi này quý vị nhé. Giá đã ghi. Báo cáo quý vị là em báo giá thật chi tiết luôn rồi, tất cả chi tiết. Hàng đã báo giá công khai thì một số bác mặc cả thì kéo, các bác thông cảm giúp em. Em đã đưa lên trang là em phải đưa mức giá thấp nhất có thể rồi, công khai giá cho quý vị rồi. Nên là mong quý vị cũng cứ cân nhắc làm sao hợp lý, chứ không phải cứ thích thì đăng rời đăng biển này thôi. Tiếp theo nữa là em đăng đến đôi này, phải gọi là đôi loa khủng luôn rồi, hàng khủng. Đôi đọc rất là khó quý vị ạ. Camburi nó khó lắm, đọc rất là khó ở đây. Em quay cho quý vị này. Em nó thiết kế với lại 2 bát mỗi bên 1 bát 20 này. Nghe nó sướng. Như thế này cảm giác loa như kiểu súp luôn quý vị nhé. Quý vị nghe chất loa. Con này không ấm không hay, không dám lấy tiền quý vị luôn. Nhá, bát 20 gần mút.
lưng sút luôn. Mặt phía trước là 21, chiều cao 80 quý vị nhé. Chiều cao 80 thì em kéo ra phía sau quay ra quý vị. Chiều sâu của em nó 25 này. Găng, quý vị thông cảm là kéo thước có mất thời gian á. Em khoảng như này 25 chưa. Đây, tu view 3 được chưa? Hàng quá là chất, chờ kháng là em nó là 8 ôm nhé. Được chưa quý vị? Chờ kháng 8 ôm quý vị nhé. Chất thế này, chất này đây. Một lỗ tông hơi, các phía sau rất là hiệu quả. Bao quý vị là không hay không lấy tiền nhé. Ê căng còn đầy đủ nha quý vị nhé. Lưới ê căng còn đầy đủ. Ánh sáng nắng nó hơi sáng một chút đây. Em nghiêng này cho quý vị nhìn. Nó hơi chóa, hơi lóa. Đây, quý vị nhìn xem. Nó hơi tối từ từ đấy. Nhà bây giờ buổi chiều nó sộc nắng vào. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? 2320. Đôi này bát không ấm, không sâu, không lấy tiền. Đấy chưa? Giá của đôi này là 5.8 triệu quý vị nhé. Trịch luôn 5.8 triệu nhé. 5.8 triệu. Một tép đom. Đây em quay phía trước chi tiết cho quý vị xem đã. Không lại bảo cứ quay ảo ảo. Đây một tép đom. Tép còn phủ nguyên một lớp bảo vệ luôn nhé. Mắt đỏ luôn. Được chưa? Em quay chi tiết cho quý vị nhìn chất của loa để nhìn để biết. Còn này thiết kế loa như loa súp luôn này. Gõ này. Nghe đã thích rồi chứ. Gõ tay chưa cần em đánh. Ba. Giá 5.8 triệu đôi đó. Tiếp tục sang đôi loa JBL khủng này nữa. Tép kèn luôn quý vị nhé. Thiết kế với 2 bát 20. Con này thì quý vị nào muốn đánh bay nóc nhà của người khác thì nhanh tay. Hàng quá đẹp nhá. Hàng dưới này. Ui giời. Gân cao su này, liền viền luôn, liền vành nhé. 2 bát 20 được chưa. Đây là đôi la JBL loa tép kèn này quý vị nhìn chưa. Thôi nó chỉ đẹp thế này thì không thể đẹp hơn nữa. Ê căng thế, ê căng này. Thiết kế rất là điệu nhé. Quét 2 mét chưa, rất là điệu nhé. Ê căng còn đầy đủ. Em quay phía sau cho quý vị xem. Đây em nó là JBL S820. Hàng made in USA. Đấy là xong, đẹp như thế này, chắc chỉ đẹp như thế này quý vị ạ. Quý vị thông cảm là buổi chiều nó hắt nắng nên là nó chỉ đẹp được như thế này thôi, không thể đẹp được hơn nữa. Loa bãi mà thế này thì quá là đẹp rồi. Quý vị nhé. Đây nhá, lôi combo, combo về. Tầm bồ đia về đây. Giá của đôi loa JBL này mức giá thấp nhất lẽ ra 10 triệu mấy cơ, 11 triệu cơ, nhưng em để mức giá thấp nhất là 9.9 triệu quý vị nhá. Tại sao quý vị bảo tại sao ông này cũng cứ thích số lẻ số đó? Thật ra là để bán đôi này ghi 10 triệu này thì thật ra là đúng là 10 triệu đấy, nhưng mà nhiều bác lại bảo thôi cứ lấy 50.000 rẻ rách, nên là em nói clip một số clip em nói rồi đấy, rẻ rách hay không nó vẫn là 50.000, vẫn là tiền bạn. Nhưng mà em muốn bớt xuống số đồ 9 để cho các bác kiểu kinh doanh nghe số 10 triệu với số 9 triệu nó sẽ khác hẳn nhau. Thế thôi chứ còn nó cũng chả có gì. Còn mục đích là quan trọng nhất là bao đẹp chất cho quý vị những đôi loa này nhé. Xin đôi loa khủng này thì em xem em nó cao, em nó chiều ngang là 25 nhé. Chiều ngang nhé. Không, chiều ngang 22 thôi. Chiều sâu 25. Chiều sâu 25 các bác nhé. Chiều cao như một. Chiều cao tròn 1 mét quý vị nhé. Chiều cao đôi JBL tròn 1 mét. Giá 9.9 triệu nhé. Đây 9.9 triệu. Em xin phép được tạm dừng xong sang clip sau, bởi vì là quay nhiều quá nó sẽ mất thời gian lâu mà nó nặng. Em chào quý vị. Quý vị nào có nhu cầu thì alo đến 0911 169 961 ạ. Em trân trọng cảm ơn.